đường chuyền dài vượt tuyến. Cơ hội cho Viettel rất nguy hiểm. Tỷ số là 2-1 cho Global Viettel. Một sai lầm của hàng phòng ngự và thủ môn bên phía đội chủ nhà, và đã bị các cầu thủ Viettel trừng phạt. Một tình huống phòng ngự rất lúng túng của Global Hải Phòng. Đình Triệu cũng đã có một pha băng ra không dứt khoát. Thắng thua phải nói rất đáng tiếc với Global Hải Phòng. Moses cũng đã không thể phá bóng khi bị Zaha cài người ở tình huống này. Cùng lúc đó thì các đồng đội cũng đã không có một tình huống bọc lót tốt. Thủ môn Đình Triệu thì cũng đã băng ra và bỏ trống khung thành. Và Zaha đã có một pha lập công khá dễ dàng để nâng tỷ số lên 2-1 cho Viettel. Hoàng Đức, Giovanni, áp sát cầu môn, đánh đâu? Tỷ số được đưa lên 2-1 cho Viettel. Phút thứ 64 của trận đấu, đội chủ nhà đã có bàn thắng thứ hai. Những nỗ lực ép sân của Viettel đã mang lại kết quả. Không lâu sau khi Thanh Hóa có pha phản công suýt thành bàn, Viettel được hưởng ở phạt góc, và từ tình huống phạt góc, đội chủ nhà đã ghi bàn. Rất có thể bàn thắng vừa rồi sẽ làm cho trận đấu hay hơn. 15 phút đầu hai, trận đấu diễn ra khá buồn tẻ. Nhâm Mạnh Dũng rất xông xáo, bóng đến vị trí của Zaha và anh đã không bỏ lỡ. Những quả phạt của Hoàng Đức có điểm rơi rất khó lường. Giovanni là người đánh đầu chuyền vào, sau đó đến Nhâm Mạnh Dũng. Những tình huống bóng bổng diễn ra giữa cao thủ to cao.